À, sáng ra mệt mỏi quá, tối qua nhậu say xỉn quá rồi. Giờ mới tỉnh. Xem nào. Lọ mọ thì có thằng nào nó quanh quẩn đây không? Nó trộm ốc của mình nuôi bao nhiêu là ốc này. Đấy, cả cá các kiểu này. Tối qua say không biết là có thằng nào nó không trộm mò trộm ốc của mình. Úi, nhảy ra đây xem nào. Ái chà. Ái, võ của mình vẫn còn ngon hết. Đấy, nhảy phát một như thế này mà tưởng mình say không làm gì cả. Đấy, bò thử cho nào. Đấy, vẫn khỏe lắm. Đây à, mình lên cao cho này, nhìn thấy thằng nào nó lọ mọ ở cái chỗ nào nó đang câu trộm cá mình, lên cao nữa cho nào. À, chả có ai, nghe nước vẫn im lặng. Tối qua mưa nước đầy ao này, nhà mình nhìn từ đây sang cũng thấy hở hang quá rồi. Dạo này mải mê rượu quá nên là chưa tu sửa được nhà. À, mình thử uốn cong người như thế nào, uốn theo cái que này như thế nào. Đấy, mình vẫn dẻo. À, lên trên đỉnh như thế nào. Hôm qua chỗ này nghe động động nước cho là cá thôi. Đấy, lên cao vẫn chẳng nhìn thấy cái gì. Đấy, là quan sát này nào, nhớ được còn thằng nào nó phê rượu nó nằm tối qua ở đây không. Ấy, ốc của mình nuôi. Đấy, ai có nhu cầu cứ alo mình nhé. Ấy chà. Ốc tứ phía toàn ốc này, cá cá này. Đấy. Chà này, đấy. Nhìn kỹ, nhìn xuống dưới kỹ nha. Ốc ác rất là nhiều, cá mú nữa. Khả năng tí nữa cũng làm con về nhậu tiếp rồi. Trời vẫn còn mưa. Khả năng leo cây thể dục thế thôi. Xem bầu bình lan của mình chưa nào, nó còn ngon hoặc là tối qua nó bọn nó cũng xoáy mất rồi. Khổ quá, rượu chè mệt quá. Vẫn còn gốc gác nó vẫn còn nguyên. Thể dục xem nào. Nhảy sang nhà nào, nhảy sang nào nhỉ. Ui trời, đây à. Tối qua mưa dột, mình rõ là nghe có dột nên xem máy này thủng chỗ nào, dột chỗ nào, hay là trong cái khe này nhỉ, hay là nó gió thổi nó từ khe máy này vào nhà nhỉ. Chỗ này lỗ to quá. Ui, máy mủng vẫn còn mới lắm. Chắc là mưa đã tạt vào thôi, máy còn ngon này cơ mà làm gì mà dột được. Lên cái cây này xem nào, lên cao này quan sát xem nào, xem có gì không. Ôi, nhảy cho hòn đá này trơn thế nhỉ. Đấy, hòn đá này bọn nó lôi mồi như này nhậu như này trơn tuột toàn mỡ mủng rồi. Đấy, mình nhìn xuống như nào. Ấy nhà mình cũng là đẹp trai ghê, soi gương nước mà là đẹp trai lắm. Nào, vẫn ngon dai. Úi giời, thế này gái vẫn còn mê chán. Sao này, xem nào. Đấy, nhìn gần hơn nào. Đấy. Nhảy sang bên kia xem đã, xem là có cái chương trình gì không. Nhảy nào, nhảy nào. Úi trời ơi, mình vẫn khỏe thế nhỉ. Quan sát lúc thế nào. Đây là hòn đá này hòn đá cổ đấy, hòn đá cổ thì ngày nào đó, mọi người ạ. Đấy. Sao ngó cho bên kia xem nào. Sao cá mú này nghe yên thế nhỉ. Tối qua mình say bọn nó lại không biết đâu. Mình rửa cái mồm mình tối qua, đánh răng đã tối qua. Dạo này chân tay móc mèo quá, phê suốt không rửa được cái chân tay ấy. Thôi mà gái vẫn mê bây giờ tốt rồi. Ai chà, cây này chết khô từ ngày nào rồi. Chỗ này thế nào, quan sát cái mái nhà của mình thế nào. Sao lại rốt được.
Ôi trời, nhảy phát về nhà thôi. Về nhà thế nào? Ôi, điểm tắt. Chỗ này lỗ hơi to, và gió cứ thông thống này. Khả năng mình phải gọi anh em thợ đến sửa lại nhà này. Này, dạ này nhà. Ôi, bắt con ốc về. Ôi, bọn ốc đi, chả bắt nữa. Định nhậu mùi ốc mà thôi. Là một cá về gọi bạn đến nhậu tiếp thôi. Mưa gió mát quá, ngầm mình lúc hai. Đây rồi, để con cá, cá vàng đấy mọi người ạ. Cá vàng nuôi lâu lắm rồi, to hơn cả mình rồi. Trời, nhà cửa vắng quá. Kiểu này gọi thêm bạn đến là lấy mồi các thứ nhậu tiếp rồi. Con cá này to phết rồi này. Nào, các bạn đâu? Nói có đằng nào? Để ới nó vào đây luôn này. Có mồi rồi, chỉ có rượu thôi. Thôi, khả năng đi gọi bọn nó đã.